các nước Liên Âu đã chấp thuận ngân sách. Tin từ Bruxelles, chính phủ các nước Liên Âu đã đồng ý với Chủ tịch Quốc hội Liên Âu về ngân sách cuối cùng sau nhiều tháng tranh cãi về số tiền 1.000 tỷ euro. Chủ tịch Cao ủy Liên Âu, ông José Manuel Barroso đã nói với báo chí rằng ông rất vui mừng để thông báo hôm nay rằng đã có một hiệp ước chính trị đối với ngân sách tương lai của Liên Âu. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng với sự ủng hộ của Cao ủy đã đồng ý về những vấn đề quan trọng, một khung sườn tài chính trong vòng thời gian 7 năm tới. Thủ tướng của Ái Nhĩ Lan, ông Enda Kenny, đang làm chủ tịch luân phiên của Liên Âu nói rằng ông rất mừng đã có được hiệp ước chính trị vào hôm nay. Đây là điều rất quan trọng cho 500 triệu người châu Âu và là ngày rất quan trọng cho 26 triệu người châu Âu đang bị thất nghiệp. Điều cần làm hiện nay là các định chế phê chuẩn hiệp ước và đồng tiền được đưa vô các chương trình để tạo công ăn việc làm. Các nhà lãnh đạo Liên Âu đã đồng ý ngân sách thời gian từ năm 2014 đến năm 2020 trong tháng 2, nhưng Quốc hội Liên Âu không chấp thuận.